chào chị Hai đây. Hi, xin chào tất cả mọi người nghe. Chào mừng các bạn đến với kênh Xứ Dừa Miền Tây. Đó, hôm nay hai vợ chồng đi ăn cưới nữa các bạn ơi. Ở bên Dùng Trơn nè các bạn. Mời các bạn cùng đi cho biết nha, đám cưới Miền Tây các bạn. Lên đường. À, còn chơi. Chịu tao tâm tụi bay hết tâm tụi. Cho mình cho đẹp không? Đẹp một chân. Chỉnh hả chỉnh? Tao chịu giờ mày đổ rồi chỉnh gì chỉnh. Qua năm tới có bà vé số bà chịu tao rồi. Ai? Bà vé số. Phải không? Dạ. Xin chưa? Chưa. Hả? À, đâu rồi? Tao không thèm chơi. Chơi cũng đội là mạnh rồi chứ. Cũng đội mạnh rồi đó. Chơi ở bên cũng mấy chai à, bên cũng chai. Chơi đó hả? Chơi còn mạnh mà. Nó chơi nó bưng nó quá không chứ nó có uống rồi. Ê, cậu chính ha, còn thứ dữ nè, đúng không? Cậu chính nó dữ đó. Đúng không? Chịu được không? Cả trong bàn rồi đó.
Vâng, chú rể anh Thịnh, cô dâu Như Ngọc trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính tất cả quý vị tình yêu của chú rể anh Thịnh Như Ngọc, khởi đầu là tình bạn. Sau thời gian khá dài tìm hiểu yêu thương, họ thương nhau vì nghĩa, họ mến nhau vì tình và được sự dân đất hai tầm cao mới, hôn nhân, gia đình. Gia đình ở đó chứa đựng những niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu những khó khăn, thách đố đang chờ đợi phía trước. Và chúng ta luôn cầu chúc cho chú rể cô dâu vẹn nghĩa thủy chung, trăm năm hạnh phúc. Quý vị thân mến, hạnh phúc gia đình luôn là những san sẻ ngọt bùi. Sau đây xin mời chú rể cô dâu tiến về phía bên phải để đến với nghi thức khai bánh hạnh phúc trăm năm. Xin mời. Kính tất cả quý vị bên nhau gắn bó suốt đời, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay, và nghi thức các bánh cưới đã nói lên điều đó. Tình nào đẹp bằng tình yêu đôi lứa, vị đồng ngọt hơn vị bánh bông lan, kết duyên thắm phù thê tình viên mãn, với yêu thương hạnh phúc đến trọn đời. Bánh này bánh nghĩa, bánh tình, bánh lòng sắp xếp của mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Tiếp theo xin mời chú rể cô dâu đến với nghi thức khui và rót rượu hạnh phúc. Xin mời. Tất cả quý vị, hai chai rượu tượng trưng cho hình ảnh người chồng, người vợ, sự gắn kết của tình yêu, sự thủy chung của tình yêu. Có một thực tế là tất cả chúng ta dù sớm hay muộn, ai cũng trải qua giai đoạn thật sự thú vị cuộc sống. Ở đó mọi giới hạn không gian thời gian đều trở nên vô nghĩa, như cho thấy những cảm xúc ngọt ngào, say đắm của con người, và đó chính là tình yêu. Trong chiều đó, thưa tất cả quý vị, chứng minh tình yêu của chú rể và cô dâu đang được tuôn trào. Hòa quyện với đó là làn khói nghi ngút, những dòng sự đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước là để tưới cho tình yêu luôn tươi thắm, mật ngọt là để tô điểm hương vị cuộc sống. Dù đào chưa nhắc đã cay, dù tình chưa uống mà say suốt đời, cùng nhau chót ly rượu mừng, dỗ cây dỗ nhạc, xin đừng quên nhau. Quý vị đang chứng kiến những hình ảnh đẹp nhất của chú rể cô dâu với nghi thức rất rượu trăm năm. Xin mời chú rể cô dâu khui và rót chai rượu thứ hai. Sửa lại ta lại sửa cái ly luôn. Cái ly bên đây không đúng chỗ. Vâng, và những dòng sầu đang chảy được cũng được ví như những con suối ngày đêm chảy, thể hiện tình yêu lúc nào cũng tràn đầy nồng ấm. Họ kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn để đến bến bờ hạnh phúc. Không gì đẹp bằng tình yêu đôi lứa, cuộc sống mai mở cửa đón bình minh, trăm năm là nghĩa là tình, dựng xây hạnh phúc ở mình với ta. Nhắm mắt coi, nhìn lại anh nhắm mắt á, coi nhìn lại nè anh ơi, rồi cầm ba mẹ thì hằng ai trong chúng ta cũng trào dâng những cảm xúc thiêng liêng nhất, tình cảm nhất. Đó không chỉ là cả một đời luôn con khôn lớn, mà vượt lên trên hết bằng lời chú rể cô dâu tri ân đến tất cả mọi người. Và ngay sau đây trang trọng kính mời đại diện hai bên gia đình bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Về phía họ nhà trai xin được trân trọng giới thiệu kính mời. Với một tràng vỗ tay thật lớn chào đón đại diện nhà gái trong ngày trọng đại hôm nay. Vâng, xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đại diện hai bên gia đình cũng là chủ hôn trong ngày trọng đại hôm nay. Tiếp theo
trân trọng xin mời bốn thầy tiến lên phía trước, bắt tay nhau để kết chặt thêm từng thông gia. Vâng, kết thúc từng thông gia keo sơn gắn bó, một bên có Châu Hiền, một bên có Hệ Thảo. Kính thưa tất cả quý vị và Nguyễn Thao cùng xin được thay lời hai bên gia đình cảm ơn tất cả quý vị đã chi chút thời gian quý báu của mình đến chung vui gia đình trong buổi lễ tân hôn trọng đại hôm nay. Chính sự hiện diện của tất cả quý vị giúp cho ngày hôm nay trở nên đông vui hơn và trọn vẹn hơn rất nhiều. Xin được nhận lời cảm ơn hai gia đình đến tất cả quý vị.